Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Thưa quý vị và các bạn, các vụ trọng án với những phương thức gây án khác nhau của từng hung thủ đã gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Mỗi vụ án là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 3 tiếng đồng hồ, 8 người bị sát hại. Gia đình bị sát hại nhiều nhất là gia đình ông Phạm Tảo với 4 mạng người, trong đó vợ ông Tảo đang mang thai. Anh Phạm Hai, con trai đầu của ông Tảo, cùng 3 đứa em nhỏ may mắn thoát cửa tử. Sau khi lo tang ma xong, không thể chịu được nỗi dày dứt về sự ra đi thảm thương của người thân, ông đưa các em xuống khu vực thôn Mậu Long thuộc xã Quý Ninh, huyện Nông Sơn sinh sống đến nay. Ông Hai kể, vào ngày mùng 2 tháng Chạp, trời mưa rả rích, rét căm căm, các ngôi làng bên sông Thu Bồn, ai nấy đều lo thu mình trong nhà. Gia đình ông cũng vậy. Vừa ăn tối xong, ông Hai ra ngoài có công việc. Tầm 19 giờ tối, cha ông Hai là ông Tảo định vào giường ngủ thì nhìn thấy hai bóng đen xuất hiện trước mặt. Chưa kịp phản ứng, một tiếng đoang chát chúa vang lên. Ông gục luôn xuống đất. Bà Dương Thị Mai, vợ ông Tảo, nghe tiếng nổ, liền từ sau nhà chạy vào. Nhận ra Minh Bớt vừa sát hại chồng mình, bà ôm lấy cái bụng vượt mặt, quỳ lại van xin. Nhưng đối tượng vẫn lạnh lùng, giết cò. 5 người con còn lại chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, vội chạy xuống bếp trốn. Nhưng Minh Bớt vẫn cho người lục tìm. Biết không có đường thoát, anh Phạm Trung, chị Phạm Hoa bước ra chịu 2 phát nổ để 3 đứa em có cơ hội chạy ra đường. Đúng lúc ông Hai quay về chứng kiến, vội đưa các em lẩn vào ruộng mía, trốn thoát. Do nhà cửa thưa thớt, vụ sát hại cả nhà ông Tảo vẫn không một ai hay biết. Thời gian chậm rãi trôi qua gần cả tiếng đồng hồ. Từ thông tin của những người trong nhà ông Tảo may mắn sống sót lan ra, án mạng mới đến tai chính quyền xã thôn. Ông Nguyễn Văn Dư, nguyên bí thư đảng ủy xã Quế Phước cho tập hợp lực lượng, một mặt đánh kẻng báo động tại các thôn, thông báo cho người dân không ai được ra đường, triển khai rà soát nhóm Minh Bớt có thêm những ai để lên phương án truy bắt, một mặt báo công an tỉnh hỗ trợ. Trên đường di chuyển dọc thôn xã, nhóm Minh Bớt gặp anh Lê Văn Nông, quê Hội An, cán bộ quân đội thuộc thị đội Hội An đang đưa gạo, lương thực trên đường về đơn vị cũng không cất tiếng chào hỏi. Minh Bớt tiến lại sát hại anh Nông rồi lấy đi hung khí nóng. Khoảng 20 giờ cùng ngày, nhóm cướp kéo tới hợp tác xã của thôn. Tại đây vừa nhìn thấy anh Phan Thanh Đạt, mình xiết cò khiến anh thiệt mạng, đồng thời cướp đi hung khí. Nghe tiếng nổ, anh Trương Hường, đội trưởng sản xuất cùng anh Trương Quý, đội phó sản xuất đều ngụ cùng thôn 1, xã Quế Phước chạy ra cơ quan thôn đánh kẻng báo động. Từ đây nhóm đối tượng lần theo tiếng kẻng lao tới sát hại anh Hường rồi tiếp tục cướp hung khí nóng. Anh Quý nhờ trốn kịp vào bụi gai đã thoát nạn. Nhóm đối tượng tiếp tục đến nhà ông Phạm Tân Dũng đang làm công an thôn để lấy mạng. Đang phục trước nhà, thấy ông Dũng vừa đi họp về, Minh Bớt lao ra bóc cò, cướp hung khí và đồng hồ rồi lôi thi hài giấu trong vườn mía. Bà Lê Thị Bình, vợ ông Dũng nhớ lại, tiếng nổ chỉ cách bà chừng vài bước chân. Lúc đó dù không thấy chồng mình bị sát hại, không nhìn được kẻ ác thủ, nhưng bà biết rõ đã có án mạng. Án mạng chưa dừng lại. Đoạt 8 mạng người, mục tiêu tiếp theo của Minh Bớt là nhà ông Đỗ Xuân Lập. Thế nhưng khi Minh Bớt vừa kéo đồng bọn tới, trong nhà chỉ có mình mẹ ông Lập. Cho tới nay hàng thập kỷ đã trôi qua, nhớ lại ông Lập vẫn không khỏi rùng mình. Đối tượng chúng cần lấy mạng là ông Lập đi vắng, cả nhà nhờ đó mà thoát cửa tử. Lấy mạng hụt ông Lập, nhóm người của Minh Bớt kéo ra bến sông nhà ông Ba Trình để tìm sát hại bà Lê Thị Sa. May mắn bà Sa đi buôn chưa về, còn ông Ba Trình van xin nên chúng thả mạng, chỉ cướp vàng. Khuya cùng ngày, con số thương vong được công an, chính quyền xã Quế Phước tổng hợp đầy đủ. Tuy nhiên với phán đoán khả năng Minh Bớt còn lần quẩn khu vực thôn 5, trong khi tuyến đường lên xã là độc đạo, nên để đến thôn 1, lực lượng chức năng phải đi vòng theo hướng thượng nguồn sông Thu xuống. Ngoài Minh Bớt cầm đầu, còn có 3 tên khác gồm Hoàng Công Dũng, Lương Lực và Huỳnh Luyến. Một ngày một đêm trôi qua, từ lãnh đạo, công an xã đội đến du kích đều thức trắng, căng mình trực tại các điểm chốt chặn, đề phòng nhóm hung thủ quay lại sát hại bà con. Người dân trong làng cũng không một ai dám ngủ, dù nhà nhà đã đóng chặt cửa.
không ngoài dự đoán, rạng sáng Minh cùng đồng bọn rời núi, đi vào làng tiếp tục cướp tài sản. Để đối phó Minh cùng đồng bọn không hề dễ, Minh khôn ngoan xẻ đường để không đụng với các vị trí có lực lượng canh giữ. Sau đó, bốn đối tượng xông thẳng vào nhà bà Tăng Thị Xoa, uy hiếp để cậy tủ cướp rồi lên núi Hồ Châu, qua núi bên cạnh núi Bằng Chĩ, bàn kế hoạch hành động tiếp. Tối cùng ngày, Dũng, Luyến mang vàng về cho vợ Dũng đổi lấy lương thực đưa lên núi. Khi đi, chúng phát hiện nhóm du kích của xã gồm 5 đồng chí: Đặng Văn Hiệp, Tân Định, Nguyễn Văn Mười, Tô Văn Bình, Nguyễn Văn Phẩm nằm mai phục nên bóc cò đoạt mạng anh Mười, Bình và Phẩm. Anh Hiệp, anh Định bị thương. Kết thúc ngày thứ 3 kể từ khi nhóm cướp ra tay. Số người thiệt mạng đã tăng lên thành 11. Sau khi sát hại tổng cộng 11 người, Minh cướp được 7 hung khí nóng. Theo ban chỉ huy cuộc vây bắt đánh giá, vị trí đối tượng trú ngụ thuộc 3 dãy núi kề cận, địa hình hết sức phức tạp, lực lượng đánh án phải dùng bản đồ để định vị mới tương tận từng vị trí ngọn đồi, khe suối. Trong khi đó, Minh có kinh nghiệm trong chiến đấu, am hiểu địa hình, bắn tỉa tốt, đang hung hăng, rất nguy hiểm. Đêm thứ 3, thứ 4, thứ 5 trôi qua căng thẳng, các lực lượng công an không rời vị trí, mặc cho trời mưa đông, mưa phùn, rất lạnh. Vòng vây vẫn cẩn thận từng bước tiến, kiên nhẫn đợi qua đêm. Các lực lượng chức năng nhận lệnh tấn công, quyết không kéo dài thời gian thêm, thì bất ngờ Minh Bớt xuất hiện, giơ tay từ trên núi đi xuống, xin hàng. Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, nguyên trưởng phòng cảnh sát bảo vệ và cơ động công an thành phố Đà Nẵng, trực tiếp cùng tay Minh áp tải về trụ sở cơ quan điều tra để lấy cung. Bị vây giáp nên sát hại đồng bọn. Vừa thấy đại tá Hùng, Minh đáp tỉnh bơ: đừng lo, mấy người trên nớ em sát hại hết sạch rồi. Đúng như lời Minh, tiếp cận hiện trường, ba đối tượng Dũng, Luyến, Lực đều đã tắt thở từ trước. Tại đây, tang vật vụ án thu gồm 7 hung khí nóng các loại, một số đạn dược, lương thực. Đại tá Hùng khi đó đã phải thốt lên: trong đời làm công an của tôi, chắc không thể có vụ nào mà mức độ tàn sát, dã man như vậy. Sau này ra tòa, mỗi lời khai của mình đều được người dự khán, ông Lập, ông Hai, bà Bình, ông Dư nhớ từng chữ, dù đã mấy chục năm trôi qua. Cũng như quá trình điều tra trước đó, Minh Bớt đều cho rằng nhóm mình nhìn thấy rõ mồn một từng chiến sĩ công an. Nhiều lần mấy người kia định chĩa nòng xuống, nhưng mình cho rằng mình đã can ngăn. Mình còn cho biết do mấy đứa kia xúi mới hành động như vậy thôi. Thực tế sự việc diễn ra như sau. Do biết bị bao vây khó thoát, mình bàn với Lực hạ gục Luyến và Dũng để xuống hàng, rồi đổ tội cho tụi nó xúi. Sau đó mình khử luôn cả Lực. Lúc đó thấy trời tối nên mình không dám ra hàng vì sợ bị tiêu diệt. Phải đợi đến sáng hôm sau, về động cơ gây án, Minh khai từng thu hằn cán bộ từ trước. Mình mới thành lập băng nhóm đi cướp bóc, sát hại cán bộ nhằm thị uy. Một số nạn nhân là người thân của cán bộ Minh gây án trong trạng thái hăng tiết, chứ không chủ đích tước mạng sống của họ. Đại tá Nguyễn Thành và đại tá Nguyễn Thành Hùng cho biết, qua theo dõi thông tin về Minh, được biết sau khi vào trại giam của Bộ Công an tại phía Nam, Minh đã cướp hung khí nóng hướng vào 2 chiến sĩ công an rồi trốn trại. Chạy lên Tây Nguyên, Minh Bớt hại thêm 1 người dân nữa. Như vậy, đối tượng này đã cướp đi tới 17 mạng người. Một thời gian sau, Minh bị bắt lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Quý vị hãy like và đăng ký kênh để nhận được thông tin vụ án mới nhất. Kính chào và tạm biệt quý vị.